chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Thì dòng Inspiron của Dell luôn mang đến cho người dùng một sự trẻ trung, hiện đại nhưng không kém phần mạnh mẽ và bền bỉ. Vì nhắc đến Dell, lúc nào hãng cũng mang đến cho người dùng một sự yên tâm nhất định từ chế độ bảo hành cho tới chất lượng sản phẩm. Vậy với Dell Inspiron 5502 sẽ có gì? Cùng mình vào video nhé! Hướng đến khả năng linh hoạt này phù hợp với nhiều đối tượng người dùng thì Inspiron 5502 được phủ bên ngoài là màu trắng bạc, có thể vừa sang trọng, lịch sự với các đường cắt kim cương xung quanh phù hợp với doanh nhân, dân văn phòng, lại vừa có sự trẻ trung, cá tính phù hợp với học sinh, sinh viên, ai thì cũng đều có thể sử dụng được hết. Thì với chất liệu ở đây được làm từ hợp kim nhôm, trọng lượng khoảng là 1,7kg với độ mỏng là 17,9mm. Thì với một mẫu laptop Ultrabook 1,7kg đối với mình, Inspiron 5502 phiên bản này không phải là nhẹ. Tuy nhiên với kích thước là 15,6 inch thì đánh đổi lại các bạn sẽ có một kích thước màn hình lớn. Thì với cân nặng là chưa đến 2kg thì các bạn vẫn sẽ dễ dàng mang đi di chuyển để có thể phục vụ nhu cầu học tập và làm việc của mình. Phần bản lề thì cũng là một điểm cộng cho phần thiết kế khi mà Dell trang bị bản lề dạng nâng giúp nâng máy lên làm một góc 135 độ. Phần bản lề này thì khá giống với cả Dell Virtuo khi đều được trang bị fit cao su. Tuy nhiên thì ở Dell Inspiron, phần fit cao su này được bo tròn, không vuông vắn như là Virtuo, sẽ tạo cảm giác mềm mại cũng như là thanh thoát hơn cho phần máy. Thực sự rất là đáng để nói về thiết kế khi Inspiron 5502 Dell đã thể hiện sự đồng nhất về tổng thể máy khi mà viền màn hình ở bên trong này cũng là màu trắng luôn. Với bản lề dạng nâng ăn gian được một chút phần viền màn hình ở dưới thì chúng ta sẽ có 4 viền màn hình mỏng, kích thước lớn là 15,6 inch mang đến không gian hiển thị lớn hơn này, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS cùng với cả công nghệ anti-glare sẽ cho khả năng chống chói, thì các bạn có thể thoải mái nhìn màn hình ở nơi có ánh sáng mạnh như là ở các quán cà phê này, sân vườn hay là ban công, vẫn đảm bảo được màu sắc và hình ảnh được thể hiện một cách chính xác và đẹp nhất. Với khả năng phản hồi khá là tốt thì hướng đến nhu cầu vừa làm việc vừa có thể giải trí, ở đây chúng ta sẽ có cấu hình là Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB thì có thể nâng cấp tối đa là 16GB, ổ cứng 512GB. Thêm vào đó thì còn có card đồ họa NVIDIA MX330 với công nghệ là NVIDIA GPU Boost 3.0, cho phép cả màn hình thì có thể tự ép zoom lên zoom nhịp cao hơn nhằm mang lại hiệu năng tối ưu hơn. Khi mà ngoài học tập và làm việc ra, các bạn có thể hoàn toàn giải trí bằng một số game online hoặc offline hay là xử lý các tác vụ đồ họa nhẹ nhàng. Phần bàn phím thì clip nào về laptop văn phòng mình cũng nói rồi, rất ít khi có thể chơi được bàn phím trên laptop văn phòng. Hành trình phím sâu, layout phím hợp lý, tích hợp cả đèn LED phục vụ cho những ai hay làm việc đêm hoặc là như nếu cần sử dụng trong môi trường thiếu sáng. Và để phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập và làm việc thì bàn phím của 5502 còn tích hợp cả bàn phím số, phù hợp cho việc nhập dữ liệu và tính toán một cách nhanh hơn. Touchbar thì tỷ lệ lớn hơn so với thế hệ trước, thế nên là các bạn sẽ có rất là nhiều không gian để thao tác hơn, cảm ứng đa điểm, cảm giác tracking cực kỳ nhạy và tốt. Tính năng bảo mật của Dell thì vẫn luôn được đề cao khi mà Dell tích hợp nút nguồn của máy với cả cảm biến vân tay, cho phép các bạn đăng nhập nhanh hơn, tiết kiệm thời gian mở máy và bảo mật dữ liệu một cách an toàn hơn. Thời lượng pin thì cũng rất là đáng nói, 53Wh cùng với tính năng sạc nhanh có tốc độ là sạc 80% trong vòng 1 giờ đồng hồ thì Dell Inspiron 5502 sẽ là sự lựa chọn tốt nếu như mà công việc các bạn sẽ phải di chuyển nhiều. Cuối cùng thì sẽ là cổng kết nối khi mà chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một jack audio combo, một cổng USB Type-C hỗ trợ DisplayPort, cổng nguồn và một khe thẻ SD. Đương nhiên là các bạn vẫn sẽ có các cổng kết nối không dây như là Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.1 mới nhất hiện nay. Thêm vào đó thì chế độ bảo hành lên đến 1 năm và bảo hành tận nhà nhằm hỗ trợ các sự cố của Dell thì vẫn luôn là điều mà các bạn cực kỳ đáng quan tâm. Thì đây sẽ là dịch vụ hoàn toàn miễn phí dành cho khách hàng mua máy tính xách tay của chính hãng Dell tại Việt Nam khi mà chỉ cần gọi ngay số hotline là 1-800-545455 khi có vấn đề xảy ra đối với chiếc laptop của mình. Và đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để ngay dưới phần mô tả cho các bạn có thể click vào. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Alphard có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.